Nhà Trần, vữa muối trong nền sử học Việt Nam, phần 1. Nhà Trần luôn được biết đến là một trong những triều đại rực rỡ và nổi tiếng trong nền sử học Việt Nam với 3 lần đánh đuổi quân xâm lược Nguyên Mông. Nhưng đây cũng là triều đại có nhiều câu chuyện dở khóc dở cười. 1. Vua Trần Thái Tông chia xoài. Một lần, vua Thái Tông có ban xoài cho những người hầu cận, nhưng không biết chia sao lại để sót tiểu hiệu Hoàng Cự Đà, nghĩ mình bị khinh rẻ. Cự Đà từ đó đem lòng oán hận. Một vài năm sau, vào năm Đinh Tỵ, tức năm 1257, giặc Nguyên sang đánh nước ta, đánh tới Đông Bộ Đầu, Cự Đà ngồi thuyền nhẹ chạy trốn trước, đến ngã ba Tuần Vương thuộc huyện Lý Nhân, Hà Nam bây giờ. Cự Đà gặp Hoàng Thái Tử từ Hạ Lưu đi thuyền ngược lên, Đà vội lánh sang bờ sông bên kia. Quan quân thấy gọi lớn, quân Mông Cổ ở đâu? Cự Đà đáp, không biết, đi mà hỏi những người ăn xoài ấy. Rồi rong thuyền đi thẳng. Hoàng Thái Tử lúc này tức đến đỏ mặt. Sau khi thắng quân Mông Cổ, Thái Tử xin vua đem Cự Đà đi chém. Vua Thái Tông suy nghĩ hồi lâu rồi nói, việc Cự Đà lỗi ở ta, tha cho tội chết, cho đi đánh giặc lấy công chuộc tội. 2. Trần Anh Tông trốn xăm mình. Theo Đại Việt Sử Ký Toàn Thư, trong một lần Thái Thượng Hoàng Trần Nhân Tông rời núi Yên Tử đến ngự ở cung Trùng Quan, Thượng Hoàng nói, nhà ta vốn là người Hạ Lưu, đời đời dũng cảm, thường xăm hình rồng vào đùi. Nếp nhà theo nghề võ, nên nay xăm rồng vào đùi để tỏ không quên gốc. Đáng cười ở chỗ, vua Anh Tông lại không thích xăm, nên nhân lúc Thượng Hoàng không để ý, đã lẻn chạy mất tông. Một lúc sau, Thượng Hoàng thấy ông con đã trốn đi đâu mất, đành phải đè quốc chẩn ra xăm. 3. Trần Anh Tông đi chơi thâu đêm bị ném đá. Khi vừa lên ngôi, do còn trẻ, tính còn ham vui, thường ngày ngủ, đêm đi chơi, đóng giả làm công tử nhà giàu. Một lần, vua đang tán gái, bị bọn thanh niên nhìn thấy. Có lẽ vì ngứa mắt mà đã cho vua Anh Tông ăn mưa đá. Chỉ đến hộ giá hô, kiệu của vua đấy, thì mấy thanh niên kia mới bỏ chạy tán loạn. Từ lần đó không còn thấy vua đi đêm tán gái nữa. 4. Trần Thánh Tông tranh áo. Theo Đại Việt Sử Ký Toàn Thư kể lại rằng, vua cùng anh là đại vương Quốc Khang cùng múa hát trước mặt Thượng Hoàng Trần Thái Tông. Thượng Hoàng bấy giờ mặc áo vải bông trắng. Quốc Khang bấy giờ múa điệu múa của người Hồ, được vua ưng ý nên ban cho áo. Vua Thánh Tông thấy vậy cũng bắt chước nhảy điệu múa của người Hồ, cũng mong được Thượng Hoàng ban chiếc áo đấy. Quốc Khang thấy vậy mới nói, cái quý nhất là ngôi hoàng đế, hạ thần còn không tranh với chú hai. Nay Đức Chí Tôn ban cho thần một vật nhỏ mọn mà chú hai cũng muốn cướp lấy chăng? Thượng Hoàng thấy cười cả rồi nói, thế ra mày coi ngôi vua với cái áo này chẳng hơn kém gì nhau. Nói xong, Thượng Hoàng đòi áo lại ban cho Trần Thánh Tông. Nguồn Lịch sử Việt Nam và Thế giới, Đỗ Mạnh Duy tổng hợp. Video được thực hiện bởi kênh Bí ẩn Sử Việt. Mời quý vị và các bạn đăng ký kênh, nhấn chuông nhận thông báo để đón xem những câu chuyện tiếp theo. Lịch sử bao giờ cũng ẩn chứa những bí mật, những sự thật mà không phải ai cũng có thể hiểu hết được. Hãy cùng lắng nghe những bản hùng ca bi tráng, những câu chuyện lịch sử chưa từng kể, cùng Bí ẩn Sử Việt khám phá những bí ẩn để suy nghĩ sâu sắc hơn về lịch sử và thêm phần vun đắp niềm tự hào dân tộc. Đăng ký kênh Bí ẩn Sử Việt để đón xem clip mỗi tuần.